Đây là Tazuna, một học sinh của khoa máy móc và rất giỏi trong việc sửa chữa. Cậu đã dành nguyên buổi sáng để sửa lại chiếc tai nghe cho cô bạn là Lily. Mài sửa nguyên buổi sáng khiến Tazuna quên luôn cả việc ăn trưa. Cậu bạn đi qua tranh thủ khịa Tazuna và Lily là có vẻ đang yêu nhau này nọ khiến Tazuna phải chối lên chối xuống. Nhưng cậu ta cũng khâm phục tài năng của Tazuna và hứa lần sau có gì hỏng sẽ đem đến nhờ cậu sửa. Lily sau đó đã hẹn Tazuna chiều nay đi ăn xem như lời cảm ơn nhưng cậu không thể đi do đã hẹn sửa đồ giúp thầy ở trường đại học. Thấy Tazuna được nhiều người nhờ sửa đồ khiến Lily thấy cậu cũng siêng năng phết. Nhưng Tazuna cho rằng đấy là đam mê, và lại người nhờ cũng trả cả tiền linh kiện nên cũng chẳng mất gì. Chiều đó, trên đường về, Tazuna đã vô tình giúp đỡ được một anh trai sửa lại chiếc xe đang hỏng. Anh trai chủ xe muốn trả ơn nhưng vì Tazuna đang bận nên đi trước. Đến phòng của giáo viên trường đại học kia thì Tazuna hy vọng thầy sẽ không giận vì bản thân đến muộn. Nhưng khi cậu đến thì lại không thấy thầy đâu. Trong phòng này cũng có một phòng bệnh phía sau khiến Tazuna nhớ lại ký ức đau buồn vào ngày em gái cậu mất. Đột nhiên cửa phòng bệnh kia mở khóa nên Tazuna đã tò mò mà tiến vào. Cậu suýt nhầm tưởng cô gái ở đây chính là em gái mình. Đột nhiên cô gái ấy tỉnh dậy và cầm tay Tazuna. Không khí xung quanh đột nhiên thay đổi lạ thường và một giọng nói vang lên, giọng nói đó cho biết Tazuna đã trở thành một cờ. tạm dịch là người bắt tay và cậu sẽ phải chiến đấu để có quyền được thách đấu người đã đưa ra giọng nói này. Sir Boy thì giọng này là của thần. Tazuna đã ngất đi và khi tỉnh dậy thì ông thầy kia cũng về. Thầy mừng rớt nước mắt khi cô gái đây hay còn được gọi với tên là cô Joji đã tỉnh giấc. Thầy cho biết Tazuna là người được chọn và thấy biết rõ mọi thứ về người bắt tay nên lát sẽ giải thích sau. Giờ thầy muốn Tazuna luôn giữ chặt tay của cô Joji vì nếu bỏ tay ra thì cô sẽ chết. thấy sau đó cũng biến mất và một cơn rung chấn xảy ra hàng đống sợi xích sau đó đâm thẳng vào trong. Tazuna đã phải cõng cô Joji chạy ra ngoài và cậu thấy đột nhiên cơ thể mình thật nhẹ. Tazuna nhanh chóng chạy ra đến sân trường vì đây là nơi rộng và dễ để né đòn. Cả hai đã chạm mặt một cặp đôi khác và họ tự xưng là xích. Tên này nhận thấy Tazuna không biết gì nên chẳng khác nào một con mồi. Hắn tiếp tục tung xích để tấn công nhằm lấy bằng được cái mạng của cả hai. Cả hai tiếp tục bỏ chạy và kẹt lại ở một căn phòng cũng khá rộng và thoáng. Tên xích tiếp tục cho xích tấn công Tazuna nhưng cậu vẫn cố nắm lấy tay cô joji và giọng của thần lại vang lên cho biết năng lực của cậu đã được khai mở hàng loạt bánh răng xuất hiện như một lớp lá chắn để chọn lại đòn từ xích đống xích kia nhanh chóng phá tan lớp giáp bánh răng nhưng giờ tazuna đã hiểu cơ chế và hợp bánh răng lại thành một cây kiếm với thân thủ nhanh nhẹn được ban cho cộng thêm dũng khí khi được nắm tay gái cộng thêm quả tóc đổi màu thì tazuna không ngần ngại việc xách thanh kiếm lên và lao đến tấn công tên xích cũng phải kết xích lại thành mũi khoan và nhắm thẳng vào tazuna nhưng cậu chỉ việc đâm thẳng là mớ xích đã tự vỡ vụn vào một đòn tất sát kẻ dùng xích tazuna sau đó đã được đưa về gặp lại thầy và thầy một mực bắt cậu phải luôn nắm tay cô joji kể cả trong lúc cô đi vệ sinh cũng vậy lúc về phòng thầy cho biết hai người mà tazuna vừa đánh bại vẫn ổn và chỉ cần được chữa trị là sẽ khỏi vết thương ở thế giới kia sẽ không để lại sẹo và tazuna sẽ còn phải chiến đấu nhiều cậu muốn biết lý do nhưng cơ bản là chiến đấu chỉ để gặp được chúa nói tóm lại là cả hai chỉ cần nắm tay nhau thì sẽ có thể gọi ra được vũ khí và có năng lực thể chất phi thường và rồi phải chiến đấu trong thế giới song song và tất cả đều được gọi chung là người bắt tay họ đều cùng chiến đấu với nhau để có thể gặp và thách đấu với thần nhằm thực hiện mong muốn của riêng mình những ai đã bị đánh bại thì sẽ mất đi tư cách trở thành người bắt tay nhưng khi chiến đấu thì chỉ cần nhắm vào một trong hai là có thể chiến thắng vì thiếu một người thì sẽ chẳng thể sử dụng được vũ khí hay bước vào thế giới song song nữa Tazuna không muốn điều này nhưng giờ nó đã xảy đến với cậu và dù muốn hay không thì những người bắt tay khác cũng sẽ nhắm đến. Còn về cô Joji, đối với những cặp người bắt tay thì họ chỉ cần nắm tay khi ở trong thế giới kia để sạc nhưng với cô Joji thì khác. Cô ở thế giới nào cũng cần phải sạc bằng cách nắm tay nên việc Tazuna bỏ tay ra dù chỉ vài phút cũng đủ để khiến cô Joji mất mạng. Thầy muốn tìm hiểu thêm về cách chữa trị cho cô Joji nên tạm thời thì cả hai sẽ phải ở chung với nhau. Tazuna thấy không ổn vì bố mẹ cậu vẫn đang sống chung thầy hứa sẽ giúp tazuna giải thích với bố mẹ nên cậu cứ yên tâm lúc vừa về thì tazuna ngạc nhiên khi bố mẹ chấp nhận cực kỳ nhanh thầy sau đó cũng ra về và để lại một tazuna đang chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc ăn tối bố mẹ tazuna cho biết thầy đã nói cô joji là du học sinh nước ngoài nên muốn để cho nhà tazuna chăm sóc một thời gian cho nên việc cô joji không nói sẽ được hiểu như là không biết tiếng nhật tazuna đã chỉ cô cách ăn và cô joji học khá nhanh lúc đi tắm thì tazuna chỉ lo nghĩ đến việc đầu tiên là giải thích với cảnh sát ra sao thứ hai là chỉ cho cô joji cách tắm và lau sạch máu mũi chảy ra bố mẹ tazuna nhìn cô joji mà nhớ lại cô con gái đã mất ngày xưa và cả việc cô joji cũng từng thân thiết với em gái ra sao sáng hôm sau tazuna đã giới thiệu cô joji đến cả lớp với tư cách là du học sinh tazuna liên tục nắm tay khiến cả lớp cho rằng cả hai đang hẹn hò và việc nắm tay này chẳng khác nào tazuna đang khoe gấu lúc nghỉ giải lao Cả đám liên tục sấn lại cô Joji buộc Tazuna phải kéo cô đi. Cả hai gặp lại Lily, cô đã nghe qua chuyện của cả hai và mục đích đến tìm lại là nhờ Tazuna sửa đồ. Nhưng vì phải sửa bằng một tay nên sẽ lâu hơn một chút. Lily đã dùng bài ta rốt bói thử và thấy cả hai là một cặp đôi và có mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Hai tuần trôi qua, cô Joji lại được đưa đến chỗ thầy để kiểm tra. Thầy nhận thấy, cô Joji giờ có thể bỏ tay ra trong 15 phút mà vẫn ổn. Ăn uống cũng đã không còn hạn chế nhiều và thầy sẽ đến trao đổi vấn đề này với bố mẹ Tazuna. Tazuna hôm nay lại bận đi sửa đồ nên thầy để cậu đi làm trước rồi việc bên thầy xử lý sau. Cùng lúc đó thì ta gặp lại hai người đã được Tazuna giúp sửa xe hôm trước. Cô gái này là Chizuru và anh dai này là Hayate đồng thời là cấp dưới của Chizuru. Do cơ thể khá là nhỏ con nên Chizuru thường bị nhầm là cấp dưới của Hayate và cô rất bực mỗi khi bị hiểu lầm cả hai đã đến trường của Tazuna để diễn thuyết và đưa ra một quyết định để thay đổi căng tin trường. Sau khi bàn chuyện với hội đồng trường xong thì cả hai đã xuống căng tin ăn một bữa. Chizuru dự định sẽ gửi email đến cho hội đồng trường để mô tả thêm và giải thích luôn về hiểu nhầm. Vừa ăn xong thì cả hai đi xem quanh nhà bếp thì phát hiện Tazuna và cô Joji. Cô Joji đã trở thành một trợ lý đắc lực cho Tazuna khi cô có thể lấy giúp Tazuna những thứ cậu cần để sửa chữa bác gái đây có lời cảm ơn dành cho tazuna và cũng thấy cả hai khá là thân thiết và đẹp đôi tazuna đi một lúc thi vô tình đụng chúng hay at gặp lại người quen nên hai bên cũng tiện thể giới thiệu bản thân chizuru cũng nói luôn rằng bản thân là người trưởng thành đã đi làm chứ không phải học sinh cấp hay đi thực tập cả hai làm ở một doanh nghiệp phụ trách khu vực này công việc chính là mở những cửa hàng và vạch ra kế hoạch phát triển kinh doanh đồng thời cũng là quản lý ở một cửa hàng đồ ăn nhanh Chizuru muốn cảm ơn cả hai vì chuyện lần trước nên muốn mời cả hai đến quán ăn của mình để trải nghiệm gói dành cho cặp đôi. Tuy cả hai không phải người yêu nhưng cô Joji có vẻ muốn đi nên Tazuna cũng để cô đi luôn. Ngày đi chơi, mẹ của Tazuna đã thay cho cô Joji một bộ đồ khiến Tazuna nhìn mà đỏ hết cả mặt. Cả hai đã đi bộ đến quán của Chizuru và được đích thân cô phục vụ tận tình. Chizuru cho biết cả hai cứ ăn thoải mái vì hay AT mời nên ăn bao nhiêu trừ vào lương bấy nhiêu. Vừa ngồi vào bàn thì cô Joji đã chọn được món để ăn thử. Tazuna cũng không mất nhiều thời gian nên món đã nhanh chóng được đưa đến. Cô Joji học theo cách mời và ăn khá chỉnh chu. Vừa ăn xong thì Hayate đã đến hỏi xem có ngon hay không và nếu muốn ăn nữa thì cứ gọi tiếp. Hayate vẫn nghĩ là Chizuru bao chứ chưa hề biết rằng bản thân mới là người mất tiền. Tối đến, cặp đôi Tazuna đã ra về và Hayate hụt hẫng khi giờ mới biết là bản thân phải trả. Chizuru đã chỉ cả hai vài chỗ để đi chơi gần đây nhưng Tazuna vẫn nói rằng bản thân và cô Joji không phải cặp đôi. Và rồi đột nhiên không gian xung quanh thay đổi, lý do là vì Chizuru và Hayate cũng là người bắt tay. Tazuna không muốn đánh nhau nhưng Chizuru có lý do và mong ước để chiến đấu. Trước đây cả cô và Hayate đều bị đối xử thậm tệ ở công ty nên cô muốn thần tạo ra một thế giới bình đẳng nơi người ta không còn hiểu lầm về cơ thể của cô nữa. Chizuru đã chia sẻ ước mơ đó với Hayate và anh cũng hưởng ứng với ước muốn đó và sẵn sàng giúp đỡ Chizuru hết mình. Cả bốn đã bước vào thế giới song song và Chizuru không hề nhẹ tay khi tấn công dồn dập khiến Tazuna không có thời gian vạch ra chiến lược, cậu đành phải né đòn và chặn đòn. Nhưng Hayate với lưỡi kiếm bóng tối không cho cậu cơ hội để dừng chân hay chặn đòn. Cặp đôi nhà Chizuru có đến hai vũ khí khiến Tazuna có gọi kiếm ra cũng khó lòng chống đỡ vì cô Joji gần như không thể chiến đấu. Chizuru đã khích lệ cô phải biết chiến đấu để bảo vệ người mình yêu quý. Chizuru tiếp tục đuổi theo và dồn Tazuna vào góc. Cô sử dụng phép phân thân và tạo ra nhiều bản sao rồi lao đến cùng một lúc. Tazuna đã nhanh chóng phản đòn nhưng lại vào ảnh phân thân. Chizuru nhanh chóng đánh trả khiến Tazuna bị văng ra xa dù đã dựng khiên. Tazuna lại tiếp tục chạy đi. Chizuru lúc này đã cho ta biết cả đã từng chạm mặt với cặp dùng xích và để cả hai người đó chạy mất. Lý do là vì Hayate do dự. Cho nên lần này họ sẽ không để Tazuna trốn thoát. Tazuna đã chạy trốn vào rừng cây để nhằm kiếm thêm vật cản để làm chậm tốc độ của cặp đôi Chizuru, nhưng cô không ngần ngại chặt hết cây và vẫn duy trì tốc độ khủng khiếp. Tazuna buộc phải vào thế thủ, nhưng cậu vẫn không muốn phải chiến đấu. Chizuru đã chia sẻ việc bản thân có ước mơ cần thực hiện nên Tazuna biết bản thân không thể chạy trốn nữa. Cậu đổi lại kiếm và tiếp tục chiến đấu, vừa đánh cậu vừa cố tạo ra khói bụi nhằm cản trở tầm nhìn của Chizuru. Cơ thể cậu cũng đã linh hoạt hơn, né đòn cứ như là dùng hách, và thậm chí còn có thể nhìn trước được hành động của đối phương. Cậu đã dụ Chizuru chạy theo bản thân lên nóc nhà và rồi kích hoạt đại đao và đổi màu tóc để ném nhiều mảnh vào các phân thân của Chizuru và một lúc phá hết toàn bộ. Ngay lúc cậu định nhảy vào Chizuru để kết thúc thì Hayate đã đẩy cô ra rồi cùng Tazuna phân thắng bại như hai người đàn ông, Hayate đã thua một cách công bằng. Chizuru đã buộc phải từ bỏ giấc mơ của mình, cho đến sáng hôm sau, Cả hai đã đến gặp thầy giáo để xin lỗi vì đã quá nghiêm túc chiến đấu mà không biết rằng nếu họ chiến thắng thì cô Joji sẽ chết. Nhưng không ai có ý định trách móc nên đã bỏ qua. Hai AT thấy Tazuna cũng khá tuyệt khi vừa có thể một mình chiến đấu với hai người và vừa bảo vệ cho cô Joji. Dù không phục nhưng cô cũng không thù ghét gì Tazuna. Tazuna đã có hỏi thầy về lý do cô Joji không có vũ khí nhưng thầy cũng chưa biết chắc được. Chizuru muốn biết cả hai đã có biệt danh hay chưa. Nhưng Tazuna còn chưa biết về vụ này nên Chizuru nổi giận với ông thầy khi chẳng chịu làm tròn trách nhiệm của một người hỗ trợ. Cô đã giải thích rằng, khi nắm tay thì cả hai sẽ có thể chia sẻ được tâm tư và cảm xúc cho nhau. Lý do Tazuna không cảm thấy gì là vì cô Joji gần như chẳng có cảm xúc gì nhiều. Thứ hai là một cặp người bắt tay sẽ có thể khiêu chiến với một cặp khác và đưa họ vào thế giới song song nếu biết được đối phương cũng là người bắt tay. Có nghĩa là nếu Tazuna cứ nắm tay cô Joji mà luôn miệng nói cả hai không phải một cặp tình nhân thì sẽ để bị lộ bản thân là người bắt tay và có thể bị một cặp khác đưa vào thế giới song song nhưng nếu trong bán kính một cây số mà hai cặp không gặp nhau thì cũng có thể bị cuốn vào trận chiến nếu cả hai cặp đều nắm tay cùng lúc cũng vì vậy nên dù bị cuốn vào trong trận chiến thì chỉ cần né khỏi đối phương xa hơn một cây số thì sẽ có thể thoát được cho nên việc che giấu danh tính sẽ phần nào giúp họ tránh bị những cặp đôi khác nhắm vào chizuru quyết định bản thân sẽ là người hỗ trợ cho cả hai vì cô không tin tưởng ông thầy này tí nào Cô đã cho Tazuna lời khuyên đầu tiên là cái biệt danh mà cậu sẽ dùng để chiến đấu. Tối đến lúc ra về, Chizuru đã nói thật với Hayate rằng bản thân đã nói dối về việc không thù hằn Tazuna. Cô thật sự rất đau lòng khi để vụt mất cơ hội thực hiện ước mơ. Hayate cũng đau lòng mà khóc theo khiến việc lái xe gặp vấn đề và suýt thì tai nạn. Cả hai quyết định đi nhậu một bữa để giải sầu và hiển nhiên là Hayate trả hết. Vài ngày sau, Tazuna và cô Joji lại được Chizuru mời đến một nhà hàng khá là hiện đại. Vừa gọi món xong thì món đã tự động được gửi ra thông qua bức tường cạnh bạn Tazuna thấy thích thú và bắt đầu tự suy nghĩ về kết cấu Bên trong khiến cô Joji phải đập cậu một phát để đưa cậu quay lại bàn ăn Tazuna ngỏ lời xin Hayate cho xem kết cấu nhưng anh thấy đó là ngoài quyền hạn Cả hai bắt đầu nói về mấy thứ trên trời dưới đất Cô Joji thì lại ra hiệu cho Chizuru với ý nghĩa là muốn học cách làm cơm cho Tazuna Chizuru thì không có mấy thời gian rảnh nên chỉ cô Joji cách là lên mạng tìm thử Cả hai ăn xong thì rời đi tiếp nhưng Tazuna chỉ mới thả tay cô Joji một chút mà cô đã biến mất. Tazuna cũng chẳng biết đi tìm ở đâu vì cô không có điện thoại và thời gian chỉ có 15 phút. Cô lúc này đứng giữa đám đông và chẳng biết ai nên bắt đầu lo lắng và sợ hãi rồi ngồi một góc bên đường. Vô tình cô gặp được Lily và em trai đi ngang qua. Tazuna lúc này đã gọi cho thầy và được biết cậu đã có thể cách cô Joji được tối đa 2 tiếng nên cứ tiếp tục mà tìm. Cậu vô tình gặp được một anh trai mặc vest và đồng thời lại là người quen của thầy giáo. Trong lúc đó, Cô Joji đã được Lily dẫn đến một cuộc thi đấu bài ma thuật và em trai cô lại chính là kỳ thủ nổi danh trong trò này. Còn Tazuna thì muốn biết người phía trước là ai, anh ta thậm chí còn biết hết mọi thứ về cậu, từ việc cậu là một người bắt tay, cho đến việc thầy cũng từng là một người bắt tay nhưng lại che giấu điều đó, và cả việc cậu đang chiến đấu là vì cậu đang xem cô Joji giống như người em gái đã mất của mình. Cậu bắt đầu sợ người này nhưng đúng lúc này thì Lily gọi đến nói về việc đang ở cùng cô Joji nên Tazuna đã đi trước và giờ ta biết được người này chính là thần và là đối thủ cuối cùng của những người bắt tay. Trong lúc đó, cô Joji cũng đã được chỉ về cách chơi bài ma thuật và dần dần tiến bộ đến mức dồn ép được một kỳ thủ như em trai Lily. Lúc ra về, Lily chia sẻ cho cô Joji biết cảm giác yêu và ngượng ngùng là như thế nào khiến cô lần đầu thể hiện cảm xúc trước Tazuna. Chị em Lily cũng nắm tay và đột nhiên cả bốn người bị đưa sang thế giới song song vì chị em Lily cũng là người bắt tay. Cả bốn đều không muốn chiến đấu nên Tazuna cho rằng họ chỉ cần gạt qua ý muốn đó là có thể thoát. Ra nhưng kể cả vậy họ vẫn còn kẹt lại nên cậu em trai đã quyết định cùng Lily gọi ra vũ khí. Vũ khí của cả hai là hai bộ bài. Một bộ ta dốt và một bộ bài ma thuật. Cả hai đã tung đòn và biến đi mất. Tazuna nghĩ là cả hai đã bị đi nhưng một lá bài xuất ra và hiện thực hóa đòn tấn công trong đó. Các ông có thể hiểu là như yu gi -Oh ấy. Tazuna chặn được đợt tấn công đầu tiên và nhanh chóng tìm ra vị trí của chị em Lily. Cả hai đang đứng trên một tòa cao ốc cách đó không quá một cây. Tuy nhiên Tazuna cũng không dễ để tiếp cận vì cậu em đã xả lửa khắp đường đi. Lily cũng quyết không nhân nhượng và quyết định sẽ bảo vệ em trai bằng mọi giá. Gia đình của hai chị em từ đầu đã không mấy hạnh phúc, bố thì thường xuyên không ở nhà, mẹ thì cũng không quan tâm đến thành tích xuất sắc của Lily mà luôn to tiếng với cậu em vì cậu nhóc không có hứng thú với học tập. Chỉ hai chị em là luôn quan tâm đến nhau, người thông minh nhưng lại hậu đậu và không mấy quan tâm nhiều đến bản thân người không có hứng học nhưng luôn biết để ý đến chị gái mình ở cuộc chiến trước đây thì lily đã liều mình chặn đòn cho em trai cả hai chị em đều một lòng muốn bảo vệ cho người còn lại trong lúc đó tazuna đã phải nấp ở một góc cậu không biết nên tiếp cận ra sao cộng thêm lời nói từ tên thần lúc nãy đã phần nào khiến cậu lung lay trong việc muốn bảo vệ cô joji cả hai tiếp tục đi tiếp thì bị chị em lily dùng lửa địa ngục tóm được vào một cánh tay khổng lồ đã tấn công trực diện vào trong lúc tazuna bị trói Lily đã nghĩ là kết thúc nhưng thế giới song song vẫn chưa biến mất. Cô Joji lúc này đang cố kéo Tazuna đến nơi an toàn. Cậu đã thay đổi cách cậu nhìn nhận về cô Joji khi cô bắt đầu biết bộc lộ cảm xúc. Tazuna đã tiếp tục triệu hồi bánh răng nhưng không gian xung quanh đã thay đổi. Lý do là vì em trai Lily đã sử dụng mưa hỏa ngục. Cô Joji hoàn toàn cảm nhận được nơi mà hai chị em sẽ tấn công nên kéo Tazuna tránh xa khỏi những nơi đó. Cậu quyết định giao cho cô Joji chỉ đường và cô đưa cậu đi mà hoàn toàn không dính một đòn nào. Em trai Lily hiểu ra lý do cô Joji né hết là vì cậu đã dạy cô chơi bài ma thuật và để cô đọc não hoàn toàn. Cả bốn người lại chạm mặt nhau. Hai bên đều không muốn chiến đấu với người kia. Nhưng Lily có mong ước muốn đạt được nên cậu em cũng đã theo chị đến cùng. Hai bên tiếp tục chiến đấu và lần này thì buộc phải đấu trực diện. Cậu em trai tiếp tục tung bài. Tazuna thì liên tục phá đòn cho đến khi cậu em đã hoàn toàn hết bài. Đây gần như là dấu chấm hết cho cặp đôi của Lily. Cậu em đã dùng nốt hai lá ta rốt còn lại của Lily nhưng Tazuna đã đổi vũ khí thành bao tay và hoàn toàn đánh bật tất cả rồi tiến đến một đấm hạ gục cậu em trai và kết thúc trận đấu. Lily đã xin lỗi khi không bảo vệ được em trai, nhưng cậu em không muốn chị lúc nào cũng là người phải bảo vệ mình. Vì như thế thì chẳng đáng mặt Nam Nhi. Vài ngày sau, trưởng tổ chức lễ hội, cô Joji được để ở ngoài vì hai thầy trò có chuyện muốn nói riêng. Tazuna đã biết chuyện thầy từng là người bắt tay, Thầy thừa nhận chuyện đó nhưng đối tác của thầy đã đi mất nên giờ thầy không còn tư cách đó nữa. Tazuna cũng muốn biết về chuyện trước đây của cô Joji. Thầy cho biết cô từ lúc sinh ra đã có thể chất yếu, bị mất trí nhớ và sau đó thì mất luôn giọng nói. Thầy vẫn chưa biết sao cô lại bị như vậy, chỉ biết là trước đây cô Joji đã là một người bắt tay và đã có cặp với người khác. Danh tính của người đó vẫn chưa biết nên thầy buộc phải để cô Joji ngủ sâu đến bây giờ và thấy đã rất vui khi Tazuna là người được chọn để đánh thức cô. Tazuna sau đó đã ra về để chuẩn bị cho lễ hội trường. Đột nhiên thằng bạn thân chạy đến nhờ Tazuna đến gặp Lily để nhờ cô trợ giúp. Cậu đã đến tìm Lily nhưng lại sợ là cô vẫn còn giận cậu vụ chiến đấu mấy ngày trước. Nhưng Lily không hề oán trách cậu vì ước mơ của cô cũng không quá lớn lao. Bố mẹ cô cũng đã ly hôn nên Lily nghĩ đây cũng là một khởi đầu mới cho cô. Còn về vấn đề mà Tazuna cần giúp đỡ là về lễ hội lớp cậu cần một vài nguyên liệu nhưng mối duy nhất để mua với giá rẻ đã không còn nên cậu muốn Lily dùng quan hệ rộng của một trưởng hội học sinh để giúp cậu mua được nguyên liệu với giá rẻ. Lily nhận lời thỉnh cầu nhưng đến hôm sau thì thất bại do cô chẳng quen ai đáp ứng được, nhưng cô Joji lại biết nơi đáp ứng được. Cả hai tìm đến quán của Chizuru để thỉnh cầu, cô đồng ý rất nhanh vì đây là một cơ hội giúp cô có thể quảng bá thực phẩm đến với căng tin trường Tazuna đang học. Lúc Tazuna ra về thì ta mới biết Chizuru đã tính toán đến một thứ còn gian xảo hơn đã sắp đến ngày tổ chức lễ hội thì vấn đề nguyên liệu đã được giải quyết nhưng vấn đề mới phát sinh khi những đầu bếp của lớp đều lần lượt chấn thương do đi luyện tập. Nhưng cô Joji đã đứng ra nhận trách nhiệm nấu nướng do từ khi được cấp cho cái điện thoại thì cô đã học nấu ăn cả ngày. Họ đã để cô Joji về nhà tập luyện vài ngày. Mới đầu cô nấu thì tất nhiên ai cũng như ai. Và cả làm hỏng thì cũng như nhau. Nhưng chỉ sau vài ngày thì cô đã hoàn toàn nấu được ngon lành. Ai nấy ở lớp đều khen ngon và họ sẵn sàng phụ giúp cô Joji trong công việc chuẩn bị và chế biến. Đến ngày tổ chức lễ hội, Chizuru và Hayate cũng có ghé qua và tặng cho cô Joji một bộ đồ trong lúc làm bếp. Nhờ bộ đồ này mà cô Joji thu hút được không ít khách. Thức ăn cũng ngon khiến quầy hàng lúc nào cũng bận rộn. Bếp ga bị hỏng trong lúc nấu nên Tazuna đã phối hợp với cô Joji để vừa nấu vừa sửa cùng một lúc. Ai nấy đều thán phục. Chị em Lily cũng đến chơi và chỉ cậu em ở lại phụ được vì Lily còn cả đóng việc trong hội học sinh. Cuối ngày, lễ hội chỉ còn lại buổi biểu diễn ca nhạc. Tất cả đều tập trung đến xem thầy cũng đến chào hỏi vài câu rồi nhắc Tazuna nhớ đưa cô Joji về sớm. Cô Joji thì đã bỏ thời gian ra làm một hộp đồ ăn cho riêng Tazuna, cả hai đã cùng ngồi ăn vui vẻ cùng không khí sôi động của buổi hòa nhạc. Lúc này, ta gặp được một nhân vật mới, cô gái này là một idol và tên là Kodama. Cô ta cũng là một người bắt tay và cặp với tên quản lý mập ịt này, Ehem. Xin lỗi tôi không có ý xúc phạm đâu, Cả hai người này đến nay đã cùng nhau hạ được 8 cặp khác và giờ họ đều nhắm đến cặp tiếp theo chính là hai nhân vật chính của chúng ta. Vừa nói xong thì chỉ ngày hôm sau, cô ta đã chạm mặt luôn với cặp đôi nhà Tazuna. Cả hai vô tình bị kéo vào cuộc chiến nên vẫn còn khá hoang mang. Nhưng thay vì đánh bất ngờ thì Kodama đứng ra tấn công thẳng mặt bằng vũ khí là cây micro. Tazuna đã cho cô Joji đi trước rồi lát cậu sẽ bám theo để sạc lại năng lượng sau. Chưa kịp để cho Tazuna vào thế thì Kodama đã lao lên tấn công dồn dập và đá bay cậu về lại chỗ của cô Joji. Tazuna nhớ mang mắng là đã có gặp cô gái này ở đâu rồi. Đột nhiên anh quản lý xuất hiện, anh ta cho biết trước mặt cả hai là đại minh tinh. Nhưng Tazuna cho rằng việc cả hai thiếu kiến thức là một cái tội nên cô ta sẽ khắc cái tên mình vào trí nhớ của cả hai. Anh quản lý sau đó như một thói quen nghề nghiệp đã đi đến chỗ Tazuna để đưa danh thiếp giới thiệu các thứ rồi lui về. Kodama cho phép Tazuna chạm vào tay mình như một ân huệ trước khi bị đánh bại. Vừa dứt câu thì cô ta ngay lập tức cầm vũ khí và lao thẳng đến. Tazuna đến bây giờ vẫn chưa hòa hợp hoàn toàn được với cô Joji. Dù trước đó thầy đã đưa cho cả hai tiền để đi mua sắm chung với nhau. Tazuna không có kinh nghiệm mua đồ cho con gái nên định gọi Lily nhờ giúp. Nhưng cô Joji lại muốn đích thân Tazuna chọn cho mình. Tazuna thấy thích thú và tự hứa sẽ không buông tay cô Joji một lần nào nữa cô Joji đọc được qua tâm trí nên cũng đỏ mặt và đột nhiên cả hai bị kéo vào cuộc chiến này quay lại hiện tại tazuna đã tiếp tục nắm tay cô Joji và chống đỡ lại đòn vừa rồi cậu không nhìn thấy gã quản lý nên để tránh bị tấn công bất ngờ thì cậu buộc phải lấy thế chủ động về bản thân nhưng kodama chẳng tốn quá nhiều sức để chặn đòn đã vậy còn bật ngược lại tazuna cô ta tấn công ngược lại một cách dồn dập khiến tazuna đành phải rút chạy nhưng anh quản lý đã chuẩn bị sẵn cho việc cả hai chạy trốn nên đã chạy ra tấn công nhưng anh ta chỉ muốn đẩy cả hai về lại vị trí để kodama tấn công năng lực của anh quản lý chỉ có mục đích là để cường hóa cho chính kodama cô ta nhận cường hóa thì liên tục lao vào tấn công cô ta sau đó đã dồn một đòn cực mạnh may mắn là cả hai đã né được và trốn đi theo đường con sông cả hai đã thoát ra được khỏi bán kính một cây số và thoát được khỏi cuộc chiến cô joji sau đó đã gọi đến cho thầy để cầu cứu vì tazuna đã bất tỉnh cậu đã được đưa về chỗ của thầy để chữa trị cậu cho rằng pha vừa nãy đúng ra là suýt chết tazuna đã kịp đổi qua bao tay để tạo lỗ trên cầu rồi trốn đi nhưng một tảng đá đã đụng trúng cậu khiến cậu mới bị bất tỉnh tazuna cho rằng cặp của kodama rất mạnh và cậu gần như chẳng có cơ hội chống trả nên chỉ đành phải bỏ chạy khỏi cuộc chiến thầy cho biết năng lực của mỗi người sẽ mạnh hơn dựa vào số lượng người họ đã đánh bại nên tazuna cũng đã sáng suốt khi chọn bỏ chạy tazuna muốn mạnh hơn vì danh tính của cả hai đã bị lộ ngay từ đầu nên thời gian để trốn cũng chẳng có bao nhiêu cậu đã xác định lần chạm mặt tiếp theo là chỉ còn cách đánh đến khi phân thắng bại. Trong lúc đó, ta biết được Kodama và anh quản lý này cũng rất quan tâm đến nhau. Một người thì lo cho sự nghiệp và sức khỏe của thân chủ. Còn người kia thì lại rát quan tâm đến cảm xúc và sự cố gắng của quản lý. Kodama vừa bị hủy mất một buổi trình diễn nhưng cô không trách anh quản lý mà chỉ trách ở bên tổ chức khi gây thù với chính cô. Cô đã thề là sẽ cống hiến đôi tay sinh mạng và giọng hát này cho những fan hâm mộ của mình. Và cả việc làm người bắt tay thì cô ta cũng thề sẽ khắc sâu màn trình diễn của mình vào Tazuna và cô Joji. Và sẽ hết mình để trở thành một vị thần mới. Tối đó, cô Joji đã đổi vị trí và nhường lại giường cho Tazuna. Cô đã nhắn tin đến cho Lily để nhờ cô giúp đỡ vài việc. Cô Joji rất bận tâm việc bản thân không có vũ khí mà luôn là gánh nặng cho Tazuna che chở và bảo vệ. Lily cũng hiểu điều đó nhưng cô đã chỉ cô Joji cách là cố gắng hòa hợp hơn với Tazuna và cả hai phải có lòng tin tuyệt đối ở đối phương vài ngày sau tazuna đã đích thân đến tìm kodama để giải quyết nốt chuyện đang còn giang dở cô ta đã hát cho tazuna một bài trước khi rút vũ khí ra và lao đến tấn công quay lại vài giờ trước tazuna dù bị thương nặng và gần như là nằm liệt giường nhưng cậu không muốn nằm đây và chẳng làm gì trong khi kodama có thể đến và lợi dụng tình trạng này của cậu bất cứ lúc nào cậu buộc phải bảo vệ cô joji bằng mọi giá thầy biết dù có làm gì thì cậu cũng sẽ chẳng chịu ngồi yên nên quyết định để tazuna nói ra khả năng của hai người kia để thầy xem có thể vạch ra được kế sách nào hay không thầy cũng sẽ cố chữa trị cho cậu trong lúc đó tazuna đã chịu nghe và nằm yên nghỉ ngơi thầy sau đó đã ra về nhưng tazuna đã chỉ nói vậy để thầy chịu về cậu đã đứng dậy để đi tập luyện cậu đã từng xem cô joji như thế thân của em gái nhưng giờ cậu đã thông suốt vì cô joji là chính cô và cậu sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá cậu đã lên mạng xem kodama bây giờ đang ở đâu và đi tìm nhưng bố mẹ đều khuyên cậu nên ở nhà vì thầy đã dặn như vậy và cả cô joji cũng không muốn chút nào nước mắt cô joji đã dần rơi nhưng tazuna vẫn mặc kệ cảm xúc của cô vì cậu cho rằng việc này là tốt cho chính cô và quay lại hiện tại tazuna gặp lại kodama ở chiến trường cũ nơi chính cậu đã bị đánh bại cậu đã ngay lập tức lao đến tấn công nhằm lấy thế chủ động trước vì cậu nhắm thẳng vào anh quản lý và cũng là năng lực cường hóa của kodama nên anh ta gần như không ngờ được nhưng anh quản lý vẫn kịp đỡ đòn và chạy đi tazuna nhanh chóng đuổi theo anh ta dù khá ủ lý nhưng chạy vẫn rất nhanh anh ta nhìn tính cách có vẻ thích tấu hài nhưng khi nghiêm túc thì anh ta vẫn làm tốt công việc của mình là giúp cho tên tuổi của thần tượng vang xa chỉ một cú đánh đã đẩy tazuna ra xa cả chục mét cả hai bị đẩy về lại chỗ của kodama cô ta bắt đầu biểu diễn và đòn tấn công liên tục bay đến buộc tazuna phải bọc bánh răng quanh người nhưng một đòn là đủ phá lớp khiên và lại cho tazuna bay xa cả chục mét Tazuna đứng lên không nổi nên cô Joji đã đứng ra che chắn. Nhưng cậu lại đứng ra che cho cô Joji. Cô không muốn bản thân tiếp tục làm trở ngại cho Tazuna nên đã lần đầu cất lên tiếng nói và thức tỉnh sức mạnh của chính bản thân. Cô biến hình trông khá giống như mấy phim thiếu nữ phép thuật và sức mạnh là tạo ra những chiếc bánh răng như Tazuna. Cô nói bản thân muốn được ở bên và chiến đấu cùng với Tazuna. Cô tin rằng nếu cô và Tazuna ở cạnh nhau thì cả hai sẽ có thể chiến thắng. Kodama muốn dẹp sự ngưỡng mộ đến cả hai qua một bên để tiếp tục chuyện đang giang dở. Cô ta tung đòn thì cặp Tazuna dựng bánh răng làm khiên. Đòn của Kodama hoàn toàn bị vô hiệu. Anh quản lý lao đến dồn thêm nhưng lại bị bật ngược ra. Kodama quyết định tung hết lực vì giấc mơ của bản thân. Tazuna và cô Joji cũng đã hợp bánh răng lại thành kiếm khổng lồ và cùng nhau cầm lấy nó rồi lao đến Kodama. Cả ba lao thẳng vào đối phương và cặp đôi của Tazuma chiến thắng hoàn toàn. Kodama tối về đã hoàn toàn đau lòng khi mất đi cơ hội thực hiện ước mơ. Và cũng vì xích mích với đối tác vụ vừa rồi khiến cô không thể thuê được phòng hòa nhạc nào nữa. Cô hối hận và nghĩ rằng đáng ra lúc đó bản thân nên chấp nhận điều kiện kỳ dị của đối tác, nhưng điều đó chẳng khác nào vứt đi phẩm giá vì sự nổi tiếng. Cô cũng biết rõ những đối thủ trước đây đều là do anh quản lý đã sắp xếp kèo dễ cho cô, chứ nếu để đánh một cách tự nhiên thì có khi cô đã thất bại từ lâu. Cô thấy bản thân là người đã hại anh quản lý khi anh đã đặt hết sự nghiệp và thời gian vào bản thân. Nhưng anh ta không quan tâm điều đó vì anh tin cô có thể vươn lên bằng chính thực lực của mình. Và kể cả không có ai lắng nghe bài hát của cô thì anh vẫn luôn là người ở bên cạnh cô. Cô Dama rất cảm động và quyết định tiếp tục với sự nghiệp. Cô dự định tặng cho Tazuna và cô Joji một vé tham dự. Còn Tazuna và cô Joji giờ đã ngồi nghỉ một lúc. Cô Joji cảm ơn vì cậu đã luôn ở bên cạnh bản thân. Nhưng Tazuna mới là người nên nói câu đó ngày hôm sau thầy đã mừng rớt nước mắt khi tazuna đã có thể thay đổi được cô joji nhiều như vậy thầy mừng khi cô joji đã chọn đúng tazuna thầy cứ sấn sấn lại khiến cô joji thấy sợ thầy càng mừng hơn khi cô joji có thể biểu đạt được cảm xúc một rõ ràng hơn trước thầy cho rằng cậu đã giúp thầy quá nhiều khi thầy đã có thể được thấy cô joji tươi cười nói chuyện như một cô gái bình thường thầy đã suy nghĩ về vài thứ về thế giới song song nhưng đúng lúc này thì chizuru gọi đến cô muốn cả hai đến quán làm thêm Tazuna được giao vào phụ trách bếp, còn cô Joji sẽ lo việc tiếp khách. Nhưng cả hai đều không thể tách nhau quá lâu nên Chizuru cho cô Joji vào bếp luôn. Cô cho rằng khách chỉ cần thấy cô Joji dễ thương là đủ mãn nguyện rồi. Hayate đi qua cũng tiện đứng lại ngắm và chào hỏi một câu. Chuyện trong bếp được cả hai phối hợp làm rất chuẩn hai Hayate cũng phải có lời khen vì những nhân viên được đào tạo bài bản cũng khó lòng làm được như cả hai. Tazuna thắc mắc về lý do Chizuru thuê cả hai làm thì Hayate cho rằng cả hai có thể phối hợp tốt với nhau và đồng thời việc này cũng sẽ giúp cô Joji cải thiện kỹ năng nấu nướng. Vì hồi lễ hội trường Chizuru đã bị thu hút bởi kỹ thuật của cả hai, chưa kể đến việc cả hai có thể có thêm kỷ niệm khi làm chung với nhau. Anh cũng muốn cả hai hiểu nhau thêm vì giờ trọng trách cả hai đang gánh khá là lớn. Hayate có chia sẻ về việc bản thân và Chizuru đã như thế nào khi thua cả hai. Anh thú thật rằng Chizuru lúc đó có hơi tiếc nuối và đau lòng nhưng cũng nhờ việc đó mà giờ Chizuru đã chăm chỉ hơn và hay la mắng anh nhiều hơn. Nhưng không một ai trong quán ghét cô cả nên cũng xem là điều tốt. Đúng lúc thì Chizuru đi vào và cho rằng Hayate nói xấu mình nên muốn hai cô cậu trẻ khai ra. Cô Joji cho biết là Hayate nói bản thân thích Chizuru khiến anh ta liên tục giải thích và chối. Nhưng mặc dù là có thích thật, Chizuru cũng cho cả hai biết bạn của cả hai đến ngoài kia nên cứ ra tiếp đón còn việc đây giao Hayate. Người đến chơi là chị em nhà Lily. Họ biết được tìm đến là do cô Joji đã gửi ảnh mà Chizuru chụp qua cho Lily. Cô khá bất ngờ khi cô Joji đã có thể nói. Còn cậu em thì cho rằng Lily đã luôn làm việc thừa thãi nên mong Tazuna bỏ qua và giúp đỡ chị mình nhiều hơn. Cô Joji cũng muốn chơi bài ma thuật với em trai Lily nhiều hơn. Thấy cô Joji có vẻ thích thú nên Tazuna cũng muốn học chơi. Lily khoe khoang về em trai rầm rộ khiến cả quán đều chú ý vào họ. Cô Joji cũng cảm ơn vì nhờ tin nhắn lời khuyên của Lily mà cô mới thân thiết hơn với Tazuna. Cả hai sau một buổi đã ra về và nhận được lương cho buổi thử việc. Cả hai làm nhanh gấp ba người khác nên nếu có ý định quay lại làm việc tiếp thì cứ nói. Vì giờ có lương nên Chizuru gợi ý cho cả hai đi hẹn hò. Cả hai đã tìm đến trung tâm thương mại và gặp lại Kodama và anh quản lý. Anh đã ngỏ lời mời cả hai đến buổi hòa nhạc của Kodama. Cả hai hứa sẽ đến nghe. Cô Joji muốn đi mua bài để chơi với Tazuna nên cả hai đành quay lại nhưng đột nhiên thầy gọi đến thầy cho biết là bản thân đang ở một triển lãm gần đây nên chờ chút thấy sẽ chạy qua thầy chạy đến và muốn rủ cả hai quay lại triển lãm chung nhưng cả hai đều từ chối đang định đi mua bài thì đột nhiên người mang danh thần kia xuất hiện anh ta không phải là thần nhưng lại biết mọi thứ về tajuna vì anh ta từng là bạn thân thiết với thầy và đồng thời cũng là một người bắt tay anh ta quyết định kể cho tajuma biết về quá khứ của bản thân và thầy trước đây họ đã từng là một cặp người bắt tay kề vai sát cánh với nhau anh trai kia tên là não ca và là một người không giỏi ăn nói còn thầy thì lại là người nói rất nhiều vậy mà cả hai người này vẫn gắn kết được với nhau thì mới hay cứ mỗi khi não ca bị chọc đến giận dỗi thì thầy lại vui vẻ mời anh ta đi ăn để xoa dịu cả hai đều có chung một người thầy và đồng nghiệp kiêm đối tác kiêm luôn nóc nhà của thầy ấy cả bốn đều chung một phòng thí nghiệm và cả phòng có đến hai cặp người bắt tay nên họ có thể thử nghiệm đủ thứ nhằm tìm ra mọi bí mật và cơ chế của người bắt tay một thời gian trôi qua vợ chồng thầy của hai ông bạn đã có hai cô con gái sinh đôi và một trong đó chắc chắn là cô joji hai vợ chồng thầy đang trong tình trạng này mà lại bị dính vào một cuộc chiến nên hai ông bạn đã phải đến chiến đấu thay và ta cũng biết cô con gái còn lại đã được đặt tên là máy umi và cả hai đều là những đứa trẻ được sinh ra trong thế giới song song cả hai được sinh ra đều đã lời người bắt tay và khi nắm tay với nhau thì quyền năng của chúa sẽ được sinh ra nhưng cũng chính vì là người bắt tay nên hai cô bé luôn bị dinh vào trận chiến và cuộc đi săn của những kẻ khác. Nhưng vào những lúc đó thì hai ông bạn luôn là người phải đến cứu giúp. Người bố cũng đau lòng khi thứ mà hai cô con gái nhận được là lời nguyền vì chỉ cần thua thì cả hai sẽ chết. Sự việc liên tục diễn ra khiến tuổi thơ của hai cô gái chẳng khác gì ác mộng. Cả hai đều đau lòng đến mức chẳng muốn sống nữa. Hai người phụ huynh vì con cái của mình nên đã đi đổ sát những kẻ đã bị lộ danh tính để tránh những người này hại đến hai cô con gái của mình ông bố đã hoàn toàn trở thành một kẻ đáng sợ và tin rằng chỉ cần đánh bại một cặp nữa thì sẽ gặp được chúa nhưng sau trận đấu đó thì cả hai đã đi đâu cũng không ai biết họ đã gặp chúa hay đã chết đều không ai rõ nhưng cũng vào đám tang của cha mẹ thì hai cô gái lại bị rơi vào trạng thái chết lâm sàng không ai biết rõ lý do cả hai bị như vậy não ca thì hoàn toàn căm phẫn vì hai cô bé chưa hề gây ra tội tình gì mà lại phải có một kết cục đau thương như vậy cũng may là đã có người hiến tặng nội tạng nên cả hai tạm thời được cứu nhưng hai ông bạn giờ đây chính thức sẽ sang hai lối đi khác nhau. Não ca muốn tiếp nối di sản của bố hai cô gái và lên đường đi diệt chúa, anh ta đã mang theo máy Umi mặc cho thầy có ngăn cản ra sao. Thầy cho rằng điều mà não ca tin vẫn chưa có căn cứ và họ cần nghiên cứu thêm. Có điều não ca đã chán việc nghiên cứu nên đã đánh thầy tránh ra rồi mang máy Umi đi. Và não ca hẳn đã để máy Umi ngủ một thời gian và giờ thì dùng thuốc để biến máy Umi thành một con người vô hồn. Thầy biết vì đây từng là nghiên cứu của thầy, và cả hai giờ cũng chẳng thể trở lại thành một cặp nữa vì cả hai đã có mục tiêu khác nhau. Não ca cho rằng quá khứ không còn đáng để nhắc đến. Anh ta chỉ cần đánh bại vài cặp nữa là có thể đi gặp chúa. Não ca hẹn Tazuna là cặp cuối và anh ta vẫn cho rằng cậu không thể thắng được bản thân vì anh ta là người đã quan sát cung cấp thông tin cho anh quản lý nhà Kodama. Và anh ta cũng đã xem qua trận đấu của cậu trong hai trận đấu với Lily và Kodama nên anh ta hoàn toàn nắm rõ năng lực của cả hai não ca vẫn cho cậu một lựa chọn là để cô joji tiếp tục ngủ và để anh ta xử lý xong vụ việc với thần nhưng cả hai đều không đồng tình với cách đó và quyết định sẽ chiến đấu đến cùng với nhau cả bốn đã vào thế giới song sóng và não ca cũng sử dụng luôn năng lực và biến đổi không gian thành lãnh địa của chính anh ta vì là lãnh địa của anh ta nên quả bóng bay đến đâu là hoa văn trên áo lan đến đó và phát nổ ngay sau đó một vài giây tazuna thấy tạm thời nên rút để xem xét tình hình nhưng hàng đống bóng vẫn bay theo và đuổi đến cho bằng được Cả hai đã chạy nhanh nhất có thể và Tazuna có thể chắc chắn là cô Joji có thể chiến đấu với chính chị gái mình. Đúng lúc thì não ca đuổi đến. Anh ta dùng vụ nổ để lấy đà lao đến chỗ của Tazuna. Cả hai rút kiếm dài ra cản thì anh ta dùng bao tay đấm vỡ luôn kiếm. Dựng khiên cũng chẳng chặn nổi. Máy Umi cũng đã kéo đến từ phía sau. Nhưng máy Umi đã gần đuối sức. Dù vậy thì não ca vẫn muốn cô tiếp tục đến cùng. Anh ta cho rằng bản thân có thể thắng được Tazuna trước khi máy Umi kiệt sức hoàn toàn và biến mất tazuna hoàn toàn tức giận với anh ta nên đã cùng cô joji lao lên tấn công cả hai dùng kiếm lao đến thì bị đánh gãy kiếm nhưng cả hai đã kịp đổi lại thành bao tay và móc ngược từ dưới lên đấm nhau một lúc thì não ca đã phải cho nổ chính găng tay để đẩy cả hai ra dù bị đẩy ra thì cả hai vẫn nhanh chóng đổi lại kiếm và tiếp tục lao đến máy umi cũng ném bóng đến để hỗ trợ nên cả hai đành lui lại và ném bánh răng vào não ca để che mắt và kéo anh ta lên một tòa nhà cả hai định cô lập não ca ra thì anh ta đã gài bóng khắp tòa nhà này và cho kích nổ anh ta đã sắp xếp bóng để kích nổ nhằm di chuyển liên tục trên không tazuna đã cùng cô joji kết hợp lại thanh kiếm và cho bánh răng xuống dưới chân để làm phản lực và không chiến với não ca đến cùng anh ta lại cho kích nổ bao tay khiến thanh kiếm của cả hai vỡ tung cả hai lại tiếp tục dùng lại hai thanh kiếm và tiếp tục tấn công họ đã thành công thắng được não ca nhưng máy umi đã bước ra để bảo vệ cho não ca anh cũng bị bất ngờ khi cô không hề vô hồn mà hoàn toàn có cảm xúc. Tazuna và cô Joji đã tin tưởng nhau và tiến đến nắm lấy tay máy Umi. Cả hai đã sạc đầy năng lượng cho máy Umi vì hai chị em vốn dĩ đều là đối tác của nhau nên có thể tạo ra hiệu ứng dây chuyền và truyền năng lượng cho nhau và không ai phải biến mất. Cả bốn đã trở về lại thế giới thực, não ca cũng đã mất đi ý chí chiến đấu. Máy Umi đã cho biết não ca hiện giờ đang mang bệnh nặng vì anh đã dốc toàn lực để cứu chữa cho cô. Nhờ liên kết mà cô đã cảm nhận được cảm xúc của não ca và lấy lại cảm xúc. Lý do não ca không nhờ thầy giúp đỡ là vì anh ta biết người bạn của mình sẽ xem an toàn của bản thân cao hơn việc nghiên cứu. Thầy cũng khá cảm động vì người bạn thân của mình chưa bao giờ thay đổi và vẫn là một con người tốt bụng nhưng lại kém trong khoản giao tiếp và nói ra cảm xúc của bản thân. Não ca hẹn ngày nào đó sẽ gặp lại cả nhóm, ít nhất là trước khi căn bệnh giết chết bản thân. Vài ngày sau đó trôi qua, thầy nhận thấy là thể chất của cô Joji đã hoàn toàn ổn định nhưng miễn là cả hai còn bên nhau thì sẽ chẳng có gì đáng lo xảy ra. Còn về não ca thì thầy sẽ điều tra sau và chắc chắn sẽ lôi cổ anh ta đến gặp Tazuna. Cậu và cô Joji từ tuần sau cũng sẽ chính thức làm thêm tại quán của Chizuru nên sẽ thông báo trước một tiếng. Chizuru thì hoàn toàn vui sướng khi nghe cặp đôi Tazuna sẽ tiếp tục làm ở đây. Kodama thì đã thành công với buổi diễn của mình. Còn Mayumi thì càng muốn gặp chúa hơn để có thể cầu xin chúa cứu lấy mạng sống của não ca. Cặp đôi nhà xích lúc này cũng vừa gặp lại Tazuna và hy vọng cậu sẽ có thể thắng được chúa. Tazuna và cô Joji lúc này cũng đã cùng nhau đi ngắm cảnh và thề nguyện sẽ mãi bên nhau vượt qua mọi gian nan và thử thách. Bộ phim của chúng ta đến đây là kết thúc. Tạm biệt và hẹn gặp lại.